Các bạn chuẩn bị thì lâu nhưng mà bắt thì cũng nguy hiểm lắm. Người ta bảo là ngàn cân treo sợi tóc. Trước khi mình đi bắt ong này mình điện cho là bên y tế rồi, nếu mà gọi 115 luôn. Đấy các bạn này, cái tổ ong to như thế mà bắt được tuần này con ong, tuần này con nhộng luôn này. Đây, cái ong non. Đây, các bạn, được tuần này con nhộng nha, mình vẫn để trong đây. Bởi vì trong ngoài nào vẫn còn thỉnh thoảng con ong. Đây, nhộng lúc này. Đấy. Này chắc chỉ được bắt con nhộng. Nhưng mà rất nguy hiểm tính mạng các bạn. Đây là đi bắt ong rừng. Chào các bạn nhé, hôm nay nhà mình đi bắt ong các bạn ạ. Hôm trước thì anh em mình định đi bắt nhưng mưa quá, hôm nay đi bắt thì nhà hôm nay có trang bị đầy đủ các thứ các bạn. Bắt được không các bạn? Ong to lắm. Đây mình trang bị này. Găng tay này các bạn ơi. Bình xịt mũi này. Băng dính này. Mũ bảo hiểm này. Vợt này các bạn này, vợt là chụp này. Áo mưa này. Áo mưa này các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ mặc vào để mình chiến đấu con ong này. Quần nữa. Quần mưa đã, rồi ủng nha. Giờ hóa trang. Trang điểm. Trang điểm làm cô dâu. Đấy, quần các bạn ạ. Các bạn thấy mình ngầu không? Các bạn ơi, mình thấy mình ngầu không? Đấy, các bạn, mình thấy mình ngầu không? Báo này được chụp cả vào mình được không? Cưới đi thôi sau. Không, ba được chụp vào. Thắt cả áo này vào. Mình chết à? Quần vào trong các bạn ạ. Áo vào trong quần. Các bạn mình thấy mình ngầu không? Ngầu chưa? Đây mình quần này. Tưởng các cụ ngày xưa ấy thì
Xé một ít ở đây đi, dán nó dính rồi quanh đây này. Cái cổ này có bị không? Không, đấy, như này là để quá đẹp luôn. Dán nó dính vào. Ngồi xuống. Chào các cháu. Nhà gì không?
em hiểu không? Chết coi. Cắn, ghim để cắn. Con dính lại phải cuốn nhé. À, con tay phải cuốn nhé. Mình chỉ cần tay các bạn nhá. Cuốn cái dáng kín đây. Các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy mình không? Mình giống thằng khùng không? Các bạn ơi, bây giờ mình tiến thẳng của chú ong nhá, đến chú ong các bạn. Thank you.
các bạn ơi, hôm nay mình đến nhá. Đến nhà chú Lựa đây, mình bắt một chú của ông các bạn này. À, bắt tô tô đây, chú đây. Chú đây. Vâng. Thì bữa trước nhá, mình đã đến đó rồi thì mình hôm qua thì kia thì bắt còn mưa quá, nên phải mưa nhưng bắt mà. Thì trang bị như này các bạn này. Rất còn sống này. Còn áo mưa này, còn áo mưa này. Đây này. Đúng rồi. Và mình sẽ bắt được của ông các bạn. À, đúng, chú bắt của ông không được. Con ong này nó rất nguy hiểm. Nó vào đốt thì anh em mình là đi viện luôn đấy. Chết rồi. Đây. Ok hết. Đấy. Các bạn biết tiếng Ngâu không? Mệt quá, không còn học nữa.